Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà TOT, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà rất là đẹp. Diện tích rộng 56 m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng có thang máy quý vị ơi. Căn nhà này nó ngõ thông ô tô vào nhà mọi người ạ. Cụ thể thì nó thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đường thông ngõ rộng, quý vị nào muốn biết được cái đường xá như thế nào thì em có quay riêng một cái video đường rồi mọi người ơi. Mọi người có thể add Zalo với em ngay theo số điện thoại ở phía trên màn hình để em có thể tư vấn cho mọi người. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của cái căn nhà này. 56 m², hướng nhà Tây Bắc, ô tô vào nhà, thiết kế 5 tầng có thang máy ra sao. Vị trí của cái căn nhà này đi lại giao thông rất là thuận tiện. Nó thuộc phường Đại Mỗ cho nên quý vị nào mà đi làm ở khu vực Hà Đông cũng ổn, mà quý vị nào đi làm ở cái khu đường Mỹ Đình cũng ổn mọi người ạ. Bởi vì từ vị trí căn nhà này mà đi ra tới trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình nó chỉ khoảng phạm vi 4,5 km thôi nha. Đi lại giao thông rất là thuận tiện. Đặc biệt với vị trí căn nhà rất là gần với Vinhomes Smart City, gần với lại trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông. Nói chung là giao thông đi lại quá ổn với cái căn nhà này. Với thiết kế cửa chính của ngôi nhà thì chỉ một lớp cửa thôi, đó là cửa quấn mọi người nha. Đó, cửa cuốn này thì ở đây cái phần hoàn thiện tầng 1 của ngôi nhà, nói chung căn nhà đã được hoàn thiện xong gần như chỉn chu, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Hướng nhà Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà 4 m quý vị nha. Đó, diện tích 56 m². Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại với quý vị về cái diện tích căn nhà này, sổ đỏ đầy đủ, chính chủ bàn giao nhà ngay. Với cái hiện trạng của ngôi nhà như thực tế Ngọc Ánh đang quay tới quý vị thì căn nhà này có thể dọn đồ về ở ngay. Ô tô vào nhà mọi người nha. Đây, phần hoàn thiện tầng 1 đây đã được hoàn thiện xong hết, trần thạch cao này, cũng được ốp gỗ viền xung quanh này, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện này, phần gạch lát nền kích thước 60-60. Và phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó là cái khu vực để xe nha mọi người, không phải phòng khách ạ. Đây, rộng không? Rộng thanh thang, ngõ thông đi lại thuận tiện. Từ cái vị trí căn nhà này nó cách Vinhomes Smart City nó chỉ khoảng tầm 800 m thôi mọi người ạ. Rất là ok, đi lại thuận tiện. Đây là tầng 1, có một phòng vệ sinh ở ngay ở đằng sau này, ở ngoài này mọi người ơi. Đây, phòng vệ sinh đây. Phòng vệ sinh của ngôi nhà, ở trong này có bồn cầu này, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà này, lavabo này, ở đây nước, hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ rồi quý vị ạ. Chỉ việc xách vali về và ở thôi. Cửa nhà vệ sinh thiết kế cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó, thang máy đây mọi người nha. Đây là thang máy của ngôi nhà, thang máy sử dụng. Chủ ở nhà lắp sẵn cho mình thang máy rồi, chỉ việc về và dùng ngay. Ngoài cái phần thang máy này ra thì có thang bộ nha mọi người. Đấy, và đây Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó là phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây, cụ thể cái không gian phòng bếp mọi người ơi. Tủ bếp thì thiết kế hai cái tông màu nổi bật, màu trắng và màu nâu, rất là đẹp. Mặt bếp thì ốp đá granite và phụ kiện bếp đi kèm thì đây đều được lắp đầy đủ hết rồi. Kệ bát, giá bát inox 304 này, chậu rửa, vòi rửa, chậu đúc luôn mọi người ạ. Hệ thống nước điện đã lắp đặt rồi, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng. Căn nhà này được xây dựng độc lập, duy nhất một căn. Đó, cái phần ngăn cách giữa phòng bếp và phần cầu thang thì ở đây có một cái vách lam gỗ CNC cũng khá là đẹp mắt. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá tự nhiên. Đó, với cái không gian phòng bếp đây bác ơi, cũng được thiết kế đầy đủ cho mình, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Căn nhà này giá chào bán 5 tỷ 800 triệu đồng quý vị nha, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu. Và đây là cái phần thang máy đi lên trên, mời người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà nha. Và khách hàng của Ngọc Ánh ơi, đây chính là phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm một phòng khách rất là rộng mọi người ạ. Đây nha, đây là cái phần phòng khách nha mọi người ơi, được lát sàn gỗ này, ban công mở thông thoáng hướng ra phía bên ngoài này. Quý vị nào đang tìm một căn nhà diện tích rộng, xây độc lập, ô tô vào nhà thì đừng bỏ lỡ qua cái căn nhà này nha. Bởi vì trên kênh của Ngọc Ánh cái diện tích lớn nó rất là ít quý vị ạ. Đó, khu nhà ở văn minh, yên tĩnh, hàng xóm thì thân thiện, đi lại trung tâm rồi mọi thứ nó rất là gần, ổn định. Nhà thì 100% tất cả các dự án Ngọc Ánh đưa lên, dù là một căn hay là nhà liền kề thì đều có sổ đỏ đầy đủ, chính chủ bàn giao nhà luôn mọi người ơi. Đây là cái phần phòng khách thì ở đây chủ đầu tư đã thiết kế luôn cho mình một cái kệ tivi này. Đó, một cái tấm ốp ở trên tường để đây là phòng khách này, Tấm nhựa, đây là cái nhựa PVC mọi người ạ. Độ bền của nó khá là cao, tính thẩm mỹ thì rất là đẹp. Đó. Toàn bộ cái phần tầng 2 ở phần phòng khách là được chủ đầu tư lát sàn gỗ. Cái màu gỗ là bộ màu gỗ ốc chó mọi người ạ, rất là đẹp, sáng. Quạt trần này, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Phần phòng khách thì đằng sau này nó có một cái phòng vệ sinh nữa mọi người ơi. Trên phía tầng 2 phòng vệ sinh này thì đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bàn đá lavabo, bồn cầu và bình nóng lạnh lắp đầy đủ rồi mọi người nha. Cái phòng vệ sinh này rất là rộng. Ngoài ra ở phía bên trong của cái ngôi nhà này thì còn có một cái phòng ngủ ở phía tầng 2 đây. Thông thoáng, lát sàn gỗ, rất là đẹp. Hệ thống trần thạch cao đều được ốp gỗ xung quanh ở viền này mọi người ơi. Đèn led âm trần chiếu sáng, và cái màu sơn chủ đạo của cái nhà này là chủ đầu tư dùng duy nhất một màu, đó là màu trắng sứ mọi người ơi. Rất là đẹp luôn ý ạ. Đây, cửa thông phòng, thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Quan trọng nhất Ngọc Ánh vẫn chia sẻ trên các video đối với mọi người đang theo dõi kênh, đó là vị trí bất động sản, đó là cái diện tích, đó là cái xung quanh tiện ích cơ sở vật chất hạ tầng như thế nào, thì căn nhà này Ngọc Ánh vẫn cứ nhấn mạnh lại với mọi người quá là ổn. Diện tích rộng, đường thông thoáng, ô tô vào nhà đi ra tới Vinhomes Smart City thì nó quá gần, thành ra là mình cũng được tận hưởng theo những cái tiện ích cơ sở vật chất hạ tầng ở đấy. Vậy thì mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế có hợp lý hay không nha. Có một số khách hàng chia sẻ với Ngọc Ánh rằng là trời ơi, chị không biết đến em sớm hơn để có thể nhìn thấy những cái căn nhà ưng ý, mà gọi điện thì toàn bán hết rồi. Vậy thì mọi người ơi, đừng bỏ lỡ cái cơ hội những cái căn nhà như thế này mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh nhá. Đây là phía tầng 3 của ngôi nhà. Đây, như thực tế trên video, mọi người nhìn đấy, Ngọc Ánh review nó quá là chân thật rồi. Có sao thì nói thế thôi, với cái căn nhà này không bị lỗi bất kỳ một cái phong thủy nào mọi người nha. Đình chùa miếu mạo không, nhà thóc hậu không, đường đâm không, rất là ok. Đó, ban công mở hướng ra phía bên ngoài được, cửa mở hướng ra phía bên ngoài. Ngoài ra thì bên cạnh cái việc phần cửa đấy thì ở đây có hai cái cửa sổ phụ mở ra hai bên, rất là thoáng. Điều hòa được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ rồi nha mọi người. Đây, quý vị nhìn thực tế đi, Ngọc Ánh bán nhà theo hiện trạng ở trên video. Đó, có sao thì nói thế, cái giá bán đăng lên công khai thì mọi người cứ yên tâm một điều là giá em chào bán là từ chủ đầu tư đưa tới tay thực tế khách hàng tiêu dùng, không kênh giá. Khẳng định luôn ạ, nhà tốt uy tín trên thị trường, không kênh giá 1.000 của mọi người. Đây, với cái phần phòng ngủ ở trên tầng 3 đây, rất là rộng nha. Riêng cái căn phòng ngủ này thì nó khoảng tầm hơn 20 m mọi người ơi. Đó, rộng như này cơ mà, rất là rộng. Quý vị dễ dàng kê đồ nội thất, sắm sửa những cái đồ nội thất mà theo ý mình mong muốn nhất. Đấy, tủ, giường, nhà vệ sinh. Đây, vách tắm kính luôn, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu. Nói chung là trên tầng 3 này cũng được lắp bình nóng lạnh rồi, đầy đủ chi tiết. Thang máy đây, hành lang đi vào giữa các phòng ngủ cũng như là cái cầu thang bộ ấy thì cũng rất là rộng thôi mọi người. Riêng cái hành lang này đi vào cũng phải tầm 1,2 m. Đây là cái đường cầu thang mà đi lên cầu thang bộ đây mọi người này, không nhỏ đâu ạ. Đây, Ngọc Ánh sẽ đứng cho mọi người xem nha. Đây, Ngọc Ánh sẽ đứng cho mọi người xem. Cầu thang đi lại rất là ok, nhỏ thôi nhưng mà nói chung là đáp ứng được cho quý vị khi mà mọi người không có nhu cầu sử dụng thang máy. Đây là phía căn phòng ngủ thứ 3 của ngôi nhà, thuộc cái căn phòng phía bên trong. Cửa sổ thông thoáng ra phía bên ngoài đầy đủ, tất cả các phòng ngủ đều được chủ đầu tư lắp đặt sẵn cho mình ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa hết rồi, cho nên quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Đây, cửa đây. Đây là tầng 3 rồi, vậy tầng 4, tầng 5 thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 và 5 của ngôi nhà nhá. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà, thì tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào ạ? Với tầng 4 của ngôi nhà thì cũng thiết kế như tầng 3, gồm 2 phòng ngủ trước sau, 1 phòng vệ sinh. Như vậy bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà chúng ta đã có 5 phòng ngủ rồi mọi người ơi. Có hợp lý không ạ? Với các quý khách hàng đang theo dõi kênh của em thì cứ mạnh dạn góp ý cho em ở dưới phần bình luận nha. Đó. Đây. Như theo cái quan điểm cá nhân của Ngọc Ánh thì căn nhà này thiết kế hợp lý, diện tích rộng, phòng ngủ rộng, thoáng trước sau, ngõ thông, đường ô tô vào được, vị trí thì cũng gần trung tâm. Như cái vị trí bên cái căn nhà này thì nó không gần với trung tâm Hà Đông nhưng nó lại gần với lại bên bên Tây Mỗ, ví dụ như Vin này, hoặc là sang sân vận động Mỹ Đình, hoặc là sang với lại trung tâm hội nghị quốc gia, thì căn nhà này nó lại gần hơn so với một số cái căn nhà mà Ngọc Ánh thường xuyên quay ở bên Hà Đông. Đó, cụ thể thì cái căn nhà này nó là thuộc phường Nam Từ Liêm nha các bác. Đấy, cách với lại Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ nó rất là gần, từ căn nhà này mà ra tới Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ thì nó chỉ tầm 800 m thôi. Phòng vệ sinh ở phía tầng 4 đây mọi người này. Đây, có cabin tắm riêng nha, rộng cực luôn ý mọi người. Đây, ngoài năng đứng đây cho mọi người xem này, rất là rộng nha. Bồn cầu này, lavabo này, hợp lý quá, quạt hút mùi này, và trên này là có bình nóng lạnh rồi. Đây, hợp lý mọi người ơi. 5 phòng ngủ lên trên tới phía tầng 4 của ngôi nhà là chúng ta đã có 5 phòng ngủ lận rồi. Đây là phía phòng ngủ bên trong tầng 4, ngập tràn ánh sáng. Mở cửa sổ này là ra là rất là hút gió nha các bác. Bởi vì sao ạ? Cái hướng đằng sau lưng của ngôi nhà nó là hướng đông nam, rất là mát đằng sau lưng của mình. Đấy. Đây. Ok, tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ, quá là ok. Và phần còn lại tầng 5 của ngôi nhà, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên phía cầu thang xem. Rồi, đây nha, Ngọc Ánh sẽ đi cho mọi người xem nha. Đây, rất là thoáng luôn ý, cầu thang đi lên cũng khá là tiện mọi người ạ. Đây, đây rồi, đây là phía tầng 5 của ngôi nhà rồi. Và tầng 5 của ngôi nhà thiết kế ra sao nhở? Đây, mọi người ơi, tầng 5 thiết kế gồm một phòng thờ và phần trước sau đều là cái phần sân phơi quý vị ạ. Tất cả các phần sân phơi ở đây thì đều được chủ lợp tôn cũng như là quay xung quanh đầy đủ cho mình rồi, đảm bảo cái độ an ninh cho ngôi nhà. Đây nha các bác ơi, các bác đứng từ trên tầng 5 của ngôi nhà nhìn xung quanh giúp Ngọc Ánh này, rất là thoáng, đông dân cư, gần với lại đây ở kia là đã nhìn thấy Vinhomes Smart City Tây Mỗ rồi, quá là tiện luôn. Thang máy sử dụng lên trên tới tầng 5. Đây là phần phòng thờ nha mọi người. Đây ạ, chỉ có duy nhất trên tầng 5 này thì chủ nhà không lát sàn gỗ nữa, mà tầng 5 này chủ nhà lát gạch kích thước 60-60 vân gỗ mọi người ạ. Đây, cũng được sử dụng ở đây vách lam CNC, hợp lý quá. Đây là phần sân phơi phía trước. Wow, quá là thoáng luôn. Đây mọi người nha, thoáng trước thoáng sau mọi người. Ai mà có thích trồng cây thì tha hồ trồng trước sau luôn mọi người ơi. Bởi vì em thấy có một số quý khách hàng của em cũng rất là yêu cây, còn hỏi luôn là trên nhà để có cái chỗ để khoảng không để trồng cây không em, bởi vì anh trồng hoa lan. Đấy, căn nhà này thì các bác muốn vẽ gì thì vẽ, trên phía tầng 5 nó quá rộng, rộng trước rộng sau cơ mà. Và Ngọc Ánh xin nhắc lại với quý vị cái căn nhà này cụ thể thì nó thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giao thông đi lại thì như ở trên đầu video Ngọc Ánh nói rồi, mọi người nếu như đã theo dõi kênh của Ngọc Ánh lâu thì mọi người có thể hiểu rằng em review rất là chi tiết, cụ thể và chân thật, nhấn mạnh lại với các bác, chân thật. Phong cách làm việc uy tín, mọi người muốn tìm hiểu cái thông tin chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, muốn được sắp xếp lịch đi xem nhà thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình nha, 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà TOT nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả những khách hàng yêu quý nhà TOT ở những video tiếp theo.